núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời, nguyện cầu mẹ cha sống bình an. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài.
ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo mò. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia bắn vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túng an vui. Người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hò. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia vắng vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Trong tim mọi người. Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túng an vui. Người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung gia bên gia đình. Dù đi đâu ai cũng nhớ để chung vui bên gia đình. Sơn dài lời ru theo tháng năm dài, từ lời ngọt ngào à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chung chim môi cười mẹ vui biết mấy con ơi, kinh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn con, bé đọt mộng tươi luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông mềm biết kêu, ngày thơ ấu đó bây giờ đã xa đời con. Và từng ngày mẹ sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban xưa, mai nó về ăn con sườn dai, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con. Bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm, về đây bên mái tranh xiêu một mình mẹ quanh hiu, giờ đây mái tốt như mây, tranh cả đời nói lòng nào dưới.
mồng tươi, lộn rau mắm muối dưa cà. Chị chị trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời con. Chào từng ngày nhé rồi, buồn làm sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sờn dai, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiên áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con kia. Bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm, về đây bên mái tranh xiêu một mình mẹ quanh hiu, giờ đây mái tốt như mây, canh cả đời nói lòng nào dưới. Có con chim chiều chiều lặng im không hó trên cây, nó đang trong lòng thấy buồn nói buồn mẹ tôi. Quê hương là cả giao, mẹ ru thiết tha hôm nào. Quê hương là con sông xanh xanh từng cây lúa, sao quên đi xa mà không nhớ dáng mẹ hiền yêu thương. Có con chim chiều chiều lặng im không hó trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ.
Thank you.
Hãy không
thẫn thơ. Mẹ nhớ cha thẫn thờ, tiếng em khờ gọi cha trong giấc mơ. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có vơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết. Rằng núi cao có mòn biển có vơi, trọn đời khắc ghi tình cha. Phân dân xưa mẹ nhiều con người.
ngủ trắng phân gian. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể cò dẫn tìm con, cò dẫn tìm con, cò dẫn yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn yêu con, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. À Su hơi, à hơi Su, một con có tôi, con có mẹ khác cũng là cuộc đời vô căn qua nỗi. À hơi Su, à hơi Su, cho cánh cò cánh vạc, cho cả sắc trời tiếng hát quân hơi. À hơi Su, à Su hơi, à hơi Su, à Su hơi, à hơi Su. Màu tóc tiếng
sân khấu của gia đình và vui mừng đón chào tổ chức vâng lễ mừng sinh nhật ngày hôm nay. Một lần nữa chân trọng kính mời các đại biểu các ban chỉ vâng trở về khán phòng của gia đình để vui mừng đón chào vâng tổ chức lễ mừng sinh nhật 70 tuổi và lễ mừng Kim Khánh 55 kỷ niệm ngày cưới của ông Trịnh Xuân Nam và bà Trần Thị Quy ngày hôm nay. Thưa quý vị, vâng thật đúng là vui từ trong ngõ vui ra, vui từ ngã bảy ngã ba vui về. Mặc dù công việc rất bận bề nhưng hôm nay quý vị rất về chung vui, vui cùng gia đình. Vâng vui mừng chúc mừng cho lễ sinh nhật vâng song thân của các con của ông Trịnh Xuân Nam và bà Trần Thị Quy. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, công các bà, các bác, các chú, các anh, các chị. Lời đầu tiên cho phép cháu thay lời cho ban tổ chức gia đình xin chân thành mời và nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý vâng đã đến dự và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của ông Trịnh Văn Nam và cô bà Trần Thị Quy ngày hôm nay. Và mừng Kim Khánh kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2020. Xin được kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thanh đạt. Chúc ông bà Tam Khuy phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, bên nhau ba vạn, 6.000 ngày vẫn còn vui. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý.
thưa các cụ, cô, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị. Vâng, thật vậy, chúc mừng ông bà sinh nhật 70 xuân, tuổi thọ còn tăng gấp mấy lần. Xin chúc ông bà trường thọ mãi, phúc ấm năm hòa, bách niên xuân. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, năm nay bà đã 70 xuân, còn ông đã hơn 70 tuổi. Đó là niềm phúc lớn không của chỉ ông bà mà còn cả của các con cháu, gia đình, họ tộc. Tỏ lòng tri ân ân đức sinh thành dưỡng dục, sự hiếu thuận của con cháu với ông bà cha mẹ, hôm nay trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân mới năm 2022, anh em con cháu nội ngoại tộc cũng như gia đình trong họ rất vui mừng phấn khởi long trọng tổ chức lễ mừng sinh nhật tuổi 70 và lễ kim khánh kỷ niệm 55 ngày cưới của song thân ông Trịnh Xuân Đan, bà Trần Thị Quy. Giờ đây ban tổ chức xin được tuyên bố buổi lễ sinh nhật lần thứ 70 và buổi lễ chúc mừng kim khánh kỷ niệm 55 ngày cưới của ông bà được bắt đầu. Chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn. Quý vị đại biểu, vâng, về dự và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 và lễ mừng kim khánh kỷ niệm 5 năm ngày cưới của ông bà ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với những đoàn đại biểu, có các cụ, có các bà, các bác, các chú bên nội, bên ngoài của ông bà, để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, các bên thông gia, niên gia với ông bà, các thông gia của con ông bà và cùng những các cháu của ông bà cùng về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, kính thưa quý vị, trong buổi lễ sinh nhật kỷ niệm 70 năm, kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà ngày hôm nay, sự hiện diện đông đảo của các vị đại biểu, các bác, các chị đã không quản đường xá xa xôi trở về với gia đình cùng chúc phúc, chúc mừng cho ông bà tuổi 70 và chúc mừng ông bà kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Vâng, giờ này xin chúng tôi mời ông bà đứng dậy, vâng, sẽ cùng nhau trao nhẫn trong ngày hạnh phúc hôm nay. Kính thưa quý vị, vâng, 50 năm trước, chính thức ông đã trao cho bà kỷ vật đầu đời, đó là chiếc nhẫn cỏ. Vâng, ngày xưa thì nhẫn cỏ trao nhau, còn bây giờ kim nhẫn nhẫn lòng trao nhau. Vâng, giờ này ông chính thức sẽ trao nhẫn tình yêu cho bà trong ngày hạnh phúc kỷ niệm 50 năm ngày cưới hôm nay. Khỏe chứ, vẫn như ngày xưa. Vâng, chúng ta đã vừa chứng kiến giờ phút vâng rất thiêng liêng trọng đại, vâng 50 năm kỷ niệm ngày cưới, ông bà đã chính thức trao nhẫn để cho tròn nghĩa vợ chồng, nhẫn là kỷ vật tơ hồng trong tay hai ông bà đã chính thức trao, vâng chấp nhận kỷ niệm vâng 50 năm ngày cưới trong ngày hạnh phúc. Vâng, giờ này chúng tôi mời ông bà sẽ cùng nhau trở về phía cánh phải của hội trường, sẽ cùng nhau vâng rất lên thắt diệu tình yêu. Xin mời bà cùng tay trong tay ông ạ. Vâng, ông bà cùng nhau, vâng, rút lên thắp diều, vâng, sự lồng nàn của những chén diều tình yêu kỷ niệm mà 55 ngày hạnh phúc. Giờ này ông bà lại được cùng tay trong tay, vâng, sẽ lên rút diều tình yêu của mình. Cái đổ nó chảy xuống mà. Cái đổ các quý, vâng, các cụ, có các bà, các bác, các chú, các anh chị, chúng ta đang trở về chứng kiến, vâng, ông bà đang chính thức vâng kỷ niệm 50 năm ngày cưới cùng nhau rót lên thắp rượu tình yêu.
tình yêu của mình, sự nồng nàn chén rượu tình yêu 50 ngày vẫn còn vâng nồng nàn sẽ đón. Xin mời ông bà vâng sẽ hướng về nhau, xéo tay cùng hưởng thụ vâng sự nồng nàn sẽ đón một chén rượu tình yêu. Vâng, chân năm bạn đầu từng viên mãn hai cụ đông hai năm ba đã rất vui mừng phấn khởi vâng cùng hưởng thụ vâng sự nồng nàn tình yêu hôm nay. Và giờ này xin mời ông bà chuẩn bị sang cánh trái của hội trường và ông sẽ đội chiếc nón tình yêu cho bà cho ngày hạnh phúc hôm nay. Bà sẽ đội lại chiếc nón tình yêu của cho ông cho ngày hạnh phúc ạ. Sự chứng kiến của quý vị đại biểu các anh chị đặc biệt vâng với các bác các chú của họ nội vâng hôm nay vui mừng phấn khởi và trở về vâng kỷ niệm và tặng các bác với món quà cũng như vâng hát rượu và bánh sinh nhật ngày hôm nay. Giờ này hiện diện tại sân khấu trường xin mời vâng chú Bính cũng cô Thơm cũng như chú Thím mà Đinh trở về khu trường cùng vâng với hai bác vâng chúc mừng cho ngày hôm nay yêu 55 của hai bác ngày hôm nay. Vâng các vâng cô chú vâng chú Tý cô Thương chú Thím ma vâng Vinh vui mừng phấn khởi cũng như vâng bác Thêm và bác Tho vui mừng phấn khởi cùng vỗ tay chúc mừng hai bác vâng sinh nhật 70 tuổi và kỷ niệm vâng Kim Khánh 55 ngày cưới. Vâng những đóa hoa tươi thắm cũng như vâng những thắt rượu cũng như bánh vâng sinh nhật ngày hôm nay ở sự kỷ niệm của vâng các bác các chú vâng các cô cùng trở về cùng có những lời chúc tốt đẹp và ghi lại tấm ảnh và kỷ niệm trao tặng cho tình yêu hạnh phúc trăm năm của hai bác vâng Trịnh Xuân Nam và Trần Thị Quy ngày hôm nay. Vâng giờ này cho mời hai ông bà chuẩn bị tiến sang phía cánh trái vâng chính thức chuẩn bị cắt bánh dưới sự chứng kiến đông đảo của vâng bác Thiên bác Tho chú Đính cô Thêm vâng chú Thím Đinh cùng những các cháu rất vui mừng phấn khởi trở về cùng dự và tham gia vâng cùng với hai bác sự vật nhà bánh ngọt ngày hôm nay. Chúc cho hai bác vâng trăm năm hạnh phúc vâng trăm năm bắt đầu tình viên mãn. Bây giờ xin mời vâng ông bà trở ra phía trái vâng thắp lên ngọn nến tình yêu dưới sự chứng kiến của vâng các bác các chú hôm nay. Rất đông đảo vâng quý vị biểu chúng ta đang chứng kiến đặc biệt là với những tình cảm thân thương của gia đình vâng bác Tin bác Tho chú Đúng cô Thơm chú Tiến Tinh vui mừng phấn khởi vâng đang trở về cùng chứng kiến giờ phút vâng ngọt ngào hạnh phúc vâng xin mời
ông bà có bánh ạ. Chúc gì vân ra bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng sâu sắc của mình với ta. Bánh này sẽ được cắt ra sáng như trời sáng giữa ta với mình. 50 năm nay tình yêu của ông bà vẫn tình trạng gắn bó tròn chính trên nón bài thơ. Ông bà đang xem tay giữ chứng kiến đông đảo của các chú các bác. Vâng, cùng những các cháu đang vui mừng phấn khởi trở về đây chúc vâng mừng sinh nhật tuổi 70 của ông bà và chúc ông bà kỷ niệm vâng kim khánh 50 năm ngày cưới. Vâng, giờ đây ông bà ông sẽ chi ra những cái đĩa để mời vâng vâng mời các bác vâng các bác các chú vâng các cô. Vâng, xin mời bác cao vâng chia lọc do cho các vâng các bác các chú vâng trở về vâng sang tuổi 70, dáng đi nhanh nhẹn, nụ cười còn duyên, suốt đời năm núi thảo hiền, tình nàng nghĩa xóm vẹn nguyên tháng ngày, xuân về con cháu xuân vầy, mừng cha mẹ nghĩa đầy trăm năm, họ hàng nội ngoại người thân, đoàn viên hoan hỉ, chén quỳnh chúc dân, kính mong trời đất tổ tông phù hộ hai bác họ bách tây niên. Thật là vui mừng và phấn khởi anh em trai ruột thịt của chúng tôi, hôm nay là ngày vui của anh Đan và chị Quy. Thế anh em và con cháu được thưởng thức những cái đồng bánh ngọt ngào tình cảm. Thế thì mừng anh chị luôn luôn rất là vui và khỏe, gia đình nhà chúng ta sum họp lúc nào cũng đông vui. Em mời cả nhà cùng bánh cùng với bác cùng toàn thể anh chị em chúng tôi cho một tràng pháo tay. Xin chân thành cảm ơn, xin chân thành cảm ơn. Okay, mời cả nhà. Vâng, quý vị, vâng những khẩu bánh rất là ngọt ngào và chúc vâng mừng hai bác sinh nhật tuổi 70 cũng như chúc hai bác kim khánh vâng 50 năm kỷ niệm ngày cưới. Vâng các bác vâng các chú các cô là những người ruột thịt vâng của ông bà hôm nay cũng vui mừng phấn khởi vâng cùng trở về có những lời kính chúc và chúc vâng ông bà trăm năm hạnh phúc, mừng hai bác sang tuổi 70, dáng đi nhanh nhẹn, nụ cười còn duyên, suốt đời năm nỗ thảo hiền, tình đàn nghĩa xóm vẹn nguyên tháng ngày, xuân về con cháu xuân vầy, mừng cho cha mẹ biết đầy trăm năm. Vâng, rất cảm ơn các bác, các chú cũng như các anh các chị và các em, vâng cũng như các cháu đã trở về cùng chúc mừng sinh nhật và cùng chúc mừng kỷ niệm vâng 50 năm ngày cưới hôm nay. Kính thưa các ông các bà, các bậc thông gia cùng toàn thể anh em và con cháu, gia đình chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi kỷ niệm 50 năm ngày cưới của anh Đam và chị Quy. Hôm nay đứng đây
những người anh và người em cũng như toàn thể con cháu ruột thịt của anh Đam. Đã có đồng bánh, bó hoa, cây nến cũng như đây là những cái vật gọi là mang tính chất rất là tình cảm để tặng đến anh chị trong cái buổi vui ngày hôm nay. Thế thay mặt cho anh chị em trong gia đình xin gửi đến anh chị. Mời anh chị. Rồi, bà nhận luôn, cầm lên tay luôn đây luôn. Rồi đấy, rồi. Rồi này chú cầm luôn cái tay vào đây nữa. Đây là những tình cảm ngọt ngào của anh em đứng tại đây cũng như con cháu ta Cộng hòa Liên bang Đức không về được. Thay mặt anh chị em và con cháu gửi đến anh mang tất cả một tấm lòng, một gia đình đoàn kết vui tươi và hạnh phúc. Xin chúc mừng anh chị 50 năm hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị và đại biểu, hôm nay chúng tôi đứng ở đây có những điều mà anh tôi, chị tôi không nói được mà đã gửi gắm lại những cái suy nghĩ đó đến với tôi. Ngày hôm nay tất cả chúng ta khi có một ngày cưới nào ăn mặc đẹp như một cô dâu, đồ đồ vương miện, chú rể Calahat, nói chung là rất là tuyệt vời. Xưa kia cách đây 50 năm, anh tôi tròn 20 tuổi, chị tôi cũng 20 tuổi. Theo tiếng gọi của quê hương, là lúc bấy giờ, là anh tôi, chị tôi đi huấn luyện một lớp gọi là lớp dân quân của huyện. Tình cờ anh gặp chị, đưa ánh mắt nhìn nhau và đã yêu thương nhau. Trong khi đó, chị tôi mời anh tôi về nhà, nhưng chỉ ngồi dưới một cái vỉa hè hay ngồi giữa ba gian nhà với chỉ ngọn đèn dầu le lói và có sự chứng giám của tất cả bố mẹ, chứ không có thể rằng nói những cái lời gọi là thủ thỉ trong tình yêu. Chỉ hỏi thăm rằng bây giờ là tình hình bèo hoa dâu đến đâu, rồi là ruộng đồng 5 tấn đến đâu. Đấy, anh chị tôi yêu nhau là như thế đó. Thế rồi tình yêu trỗi dậy, anh tôi, chị tôi đã bỏ qua những cái nề nếp phong thái của gia đình và đã vượt qua ra, tức là anh tôi đi ra ngoài vườn, không ngồi ở trong nhà cũng như không ngồi ở nhà nữa, đi ra ngoài gọi là bây giờ gia đình nhà mình phải quy hoạch tài đắng này là trồng cây cảnh này, chỗ này là trồng rau trồng này khác, thì chị tôi mới bước chân ra khỏi cái sân và đã ngã xuống. Anh tôi đỡ chị tôi trong một vòng tay và nụ hôn đầu tiên đã đến với anh chị tôi. Tình yêu là thế đó. Đến hôm nay rất tự hào anh em con cháu chúng tôi đứng ở đây chứng kiến 50 năm. 50 năm là một khoảng cách cực kỳ dài nhưng cũng không ngắn, và đó đến ngày hôm nay anh chị tôi đã chung sống với nhau, có một đàn con đàn cháu vui tươi với nhau và rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Vẫn đẹp đôi, ngày xưa thì tóc xanh đẹp, bây giờ tóc vàng còn tóc bạc còn đẹp hơn. Đề nghị anh chị hãy ôm lại với nhau một tình yêu viên mãn. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay chúc phúc cho gia đình nhà chúng tôi, cho anh chị chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn các bác, các chú, các cô đã trở về cùng với các cháu, đã có những lẵng hoa tươi thắm, vâng, có bánh ngọt cũng như diều để chúc phúc cho tình yêu vâng nửa thế kỷ của ông bà 50 năm ngày cưới hôm nay. Vâng, các vị, với tình yêu hạnh phúc của ông bà ngày hôm nay, sự trưởng thành của các con các cháu hôm nay vui mừng phấn khởi trở về mừng ông bà, mừng bố mẹ, vâng, kỷ niệm 50 năm ngày cưới hôm nay. Giờ này hiện diện tại hôn sân khấu, trân trọng mời vâng
con trai Đằng Thảo sẽ trở về đeo cho mẹ chiếc dây chuyền và con trai Điền Thủy trở về trao nhẫn cho bố. Với tình cảm của ông bà ngày hôm nay, vâng, các con các cháu của ông đã trưởng thành. Vâng, giờ này hiện diện tại sân khấu, cho cháu cứ mời các anh chị cùng trở về sân khấu. Vâng, giờ này các anh chị sẽ hiện diện cho vâng. Vâng, thể diện cho gia đình anh Điển Anh và anh Đạt Nan cũng trở về. Vâng, có những món tặng phẩm để kỷ niệm và chúc phúc cho bố mẹ kỷ niệm vâng 50 năm ngày cưới hôm nay. Anh cầm hoa đi. Kính thưa quý vị, vâng, rất vui mừng phấn khởi với tình yêu của bố mẹ. Vâng, 50 năm, một quãng đường khá là dài, nửa thế kỷ đã cùng gắn bó, cùng sinh thành, vâng, cùng dưỡng dục lên các con cho ngày vui hôm nay. Vâng, các con râu rể vui mừng phấn khởi trở về có những món quà kỷ niệm, đặc biệt là vâng hai con Điển Anh và Đạt Nan vì công tác ở nước ngoài không về được, cũng có món quà gửi tặng các anh chị để chúc vâng mừng bố mẹ kỷ niệm sinh nhật 70 năm và kỷ niệm 50 năm ngày cưới hôm nay. Như quý vị, vâng, tôi đúng là công cha mẹ sinh thành vô sướng, anh em cùng giúp đỡ bảo ban với những tình cảm của ngày vui lễ mừng thọ song thân ngày hôm nay. Mẹ là cơn gió mùa thu cho con mắt mẹ lời ru năm nào, cha là đêm sáng trăng sao soi đường chỉ lối con vào đến mơ. Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ cho con thành tựu được nhờ tấm thân cha thương ông nghiệp ân cần, bảo ban chỉ dạy những lần con sai. Mẹ là tia nắng ban mai sưởi phút ấm lại đêm dài giá băng, nay con vui sướng nào bằng mẹ trai bên cạnh nhọc nhằn trôi đi. Rất vui mừng phấn khởi vâng các con, vâng các cháu của ông bà hôm nay vui mừng phấn khởi trở về có những kỷ vật để kỷ niệm vâng bọn 55 ngày cưới cũng như chúc mừng vâng song thân vâng sinh nhật lần thứ 70. Rất vui mừng phấn khởi vâng trở về trong ngày hôm nay. Vâng, Điển Anh và Đạt Nan không về được nhưng cũng gửi các anh chị có những món quà để kỷ niệm và chúc mừng cho bố mẹ kỷ niệm mà vâng sinh nhật lần thứ 70 và 50 năm kim khánh ngày cưới. Vâng, chúc mừng phấn khởi vâng đi tôn của ông bà cũng như vâng các anh chị và các cháu vui mừng phấn khởi trở về có những nắng hoa vâng có hoa tươi thắm nhất để kính tặng lên ông bà, chúc ông bà trăm năm hạnh phúc vâng đây chắc này thì vâng ngoài những món tặng phẩm của bên nội vâng các bác các chú các thím và các cô vâng giờ đây vâng bên ngoài của bà Khuy cũng có những món quà để chúc mừng hai bác sinh nhật lần thứ 70 và kỷ niệm mà vâng 50 năm ngày cưới. Vâng xin mời vâng các cháu đại diện cho bên ngoại của bà Khuy cũng trở về có món quà để chúc mừng hai bác vâng sinh nhật lần thứ 70 và kỷ niệm kim khánh 50 năm ngày cưới. Rồi con đứng luôn bên kia, hai bên đi, đứng bên kia, con đứng bên kia. Rồi, còn ai nữa không? Rồi vậy thôi. Em đứng sát vào ông một tí đi. Em nó cạnh ông luôn đi. Cạnh ông đi. Sát ông luôn rồi. Rồi. Chúng ta ông bảo bên. Chúng ta ông tặng đi rồi. Đông cũng còn phải về nhà kẻo nước ngoài như thế nào. Kính thưa quý vị, vâng rất mừng phấn khởi với kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 và kỷ niệm kim khánh 50 năm ngày cưới của ông bà vâng Trịnh Xuân Nam và Trần Thế Quy ngày hôm nay. Vâng các vâng em bên ngoài cũng như vâng các cháu cũng vui mừng phấn khởi có đóa hoa tươi thắm và có vâng
những món tặng phẩm vâng để vâng kỷ niệm và chúc phúc cho vâng ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới ngày hôm nay. Rồi. Rồi hai ông bà nhìn đây kiểu nữa này, có chuyện này nữa này. Rồi, ba ơi, hai ông đứng trước đây một tí nữa để cô vợ đối rồi. Rồi ạ. Rồi có chụp này, hai cười lên hai ông bà cười lên. Hai ba này rồi. Tôi nghe nó cảm. Rồi ạ. Thưa quý vị, vâng, thật đúng là thông ra thì như dụ đền bờ, vâng, ông mong được rể, còn tôi chờ được dâu. Rất vui mừng phấn khởi trong ngày sinh nhật lần thứ 70 cũng như kỷ niệm 50 năm ngày kinh khánh ngày cưới ngày hôm nay. Vâng, các thông gia của ông bà rất vui mừng phấn khởi trở về có những món quà hoa để chúc mừng ông bà. Giờ này hiện diện tại sân khấu trường xin mời gia đình thông gia ông bà Việt cũng trở về tại sân khấu vâng có quà hoa để chúc mừng vâng ngày lễ sinh nhật của ông bà và kỷ niệm kinh khánh 50 năm ngày cưới của ông bà ngày hôm nay. Đứng ở trong với ông luôn em. Nhanh nhanh phải đứng đây. Hơi khó vào đấy. Rồi. Rồi. Rồi ông bà nhìn đây nha, chụp này. Ai ba này rồi. Ai ba. Xin được trả lời cho ông bà vâng Trịnh Xuân Nam và Trần Thị Quy. Vâng, cũng như con cháu của vâng, cảm ơn ông bà Việt là thông gia hôm nay cũng trở về có vâng quà, có hoa để chúc mừng. Và để nối tiếp chương trình hôm nay đó là món quà của ông bà thông gia Lâu cũng trở về vâng có món quà để chúc phúc cho ông bà sinh nhật và kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Giờ này hiện diện tại sân khấu xin chào chúc mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mấy ông bằng đây ạ, anh chụp ai ba đây. Rồi ông ơi, ông ơi, anh ơi bỏ một bó hoa cho ông bà cầm đi. Quán ơi, tại vì nó xuông quá. Một bó thôi. Một bó thôi, hai ông bà ôm với nhau vậy được rồi. Đấy, nhìn vậy nó đẹp hơn. Rồi, rồi. Vâng, ông đứng sát vào, ông nhìn đây ông ơi. Rồi, ok, hai, này ông ơi, nhìn đây ông ơi. Rồi, hai, ba này rồi. Vâng, truyền lời cho ông bà Tam Huy cũng như các con, các cháu của ông bà. Cảm ơn Vâng chú Việt đã trở về bên hồng ngoại có món quà để chúc mừng sinh nhật, chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Kính thưa quý vị, tiếp theo là món quà rất đặc biệt của cháu Lini ở thị trấn Phát Diệm. Vâng, đại diện cho Hội Thiện Nguyện Hà Nội Kim Sơn, nơi mà anh Điển nhiều năm qua đóng góp ủng hộ những người nghèo quê hương Kim Sơn. Vâng, trở về có nặng hoa tươi thắm để chúc mừng sinh nhật của hai bác cũng như là kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Vâng, Kim Khánh ngày hôm nay. Bà ơi, bà đứng sát tí bà ơi. Bà ơi, đứng sát bên này một tí nữa bà ơi, chị ơi. Rồi, đúng rồi. Rồi nha, nào, đây nhìn đây, cả đây ạ. Rồi, 2, 3 này rồi ạ. Vâng, chuyển lời cho ông bà cũng như con cháu của ông bà, đặc biệt là anh Điển. Vâng, cảm ơn Vâng Lini ở thị trấn Phát Diệm đã cùng với phái đoàn trở về có hoa để kính tặng sức khỏe. Có. Kính thưa quý vị, vâng, ngoài những món quà để chúc mừng sinh nhật của ông bà, vâng, còn thông gia của các ông bà, còn người thông gia của con ông bà giờ đây hiện diện tại sân khấu của gia đình. Chương trình mời thông gia của vâng ông Đăng cũng trở về. Vâng, xin mời ông Bút trở về có món quà để vâng chúc mừng sinh nhật. Vậy là gọi hai Bút. Vâng, rất cảm ơn ông Bút hôm nay đã có món quà vâng trở về chúc mừng sinh nhật vâng hai cụ và kỷ niệm 50 năm ngày cưới Kim Khánh của hai cụ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vâng giờ này ban tổ chức nhận được vâng bác Tho vì công tác không trở về được. Vâng, hôm nay cũng có các cháu vâng đại diện cho mẹ trở về cùng món quà để chúc mừng cho vâng ông bà vâng Trịnh Xuân Nam và Trần Thị Quy ngày hôm nay. Giờ này xin mời vâng các anh các chị vâng trở về sân khấu vâng có món quà để chúc mừng chúc mừng cậu mợ sinh nhật 70 và kỷ niệm 50 năm Kim Khánh ngày cưới hôm nay ạ. Rồi đây. Đây anh ơi. Rồi, 2 3 này ông ơi, ông bà cười lên nào, cười lên kiểu thế này. Rồi. Rồi ạ. Trịnh Xuân Nam và Trần Thị Quy. Vâng, cũng các con các cháu của ông bà. Vâng, cảm ơn bác Tho cũng như là vâng các anh các chị đã trở về hôm nay với cái kỷ niệm Kim Khánh 50 năm ngày cưới. Vâng, con trai vâng Xuân Điền hiện tại sân khấu. Vâng, xin mời con Xuân Điền trở về hỗ trường. Con cũng chúc bố mẹ mạnh khỏe, mãi mãi trường thọ, sống thật lâu, vui tươi bên con cháu. Và con xin gửi tới bài hát Chờ Đông. Làm chưa? Đã có cầm máy chưa? Rồi, thì em biết rõ người ta bảo chưa?
trời đang mưa. Em ơi có phải trời đã sang đưa? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ai gần anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ôi hay mất buồn lại tình sao em, cứ anh đã chọn một đời yêu em. Dù cho nét son không phai mờ, dù cho mắt xanh như hương và dù lòng tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu biết như ta khi hè xa. Và khi thu đến anh ôm anh sao cho đêm đêm kết thành vương, để mùa đông đang cưới đôi mình. Em ơi xích lại ngồi gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẽ lo không ngu sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Đi đi, bố mẹ người gần nhau vào, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa. Và khi thu đến anh gom anh sao cho đêm đêm kết thành vương, để mùa đông đã cưới đôi mình. Em ơi xích lại ngồi gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Một tiếng 20 phút nữa. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẽ lòng không ngu sầu, nguyện cầu ta mãi bên. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẽ loi không lo sợ, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Chúc mừng bố mẹ trăm năm hay hay phúc xin hết ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hội nhũ lan, tôi người lữ khách dăm ngàn gió sương tha phương, lòng nhớ cô hương mẹ hiền ngóng đợi tổng sương bạc màu. Thân già tôi hạc đã cao, quan tâm thân bao năm buồn tao bán tận nuôi con. Từ tấm bé đến lớn khôn, công ơn sanh dưỡng rộng hơn biển trời. Nhưng ai còn mẹ sống vui vẹn tròn hiếu dưỡng trời thương ban. Những ai xa mẹ thầm than chưa trọn đạo hiếu muôn vàn xót xa. Tháng năm lặng lẽ trôi qua thu về nhớ mẹ cài qua màu.
lòng mẹ cho con như trời như biển. Con sẽ muôn đời nhớ mãi cho con máu đỏ hình hài, mẹ lo con hơi ấm những ngày trong nôi, dòng sữa thơm môi bao cánh dài mẹ thức câu hát ơ âu con ngủ trên tay. Mẹ cho con nhỏ đầu đời, mẹ nhảy cho con bóng lưỡi lừa cá xương, giọt nắng quê hương mẹ nghiêng đầu che mát, cơn giông bất chợt mẹ khoác áo che không.